Lewis đây. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay để thông tin cho các bạn xem về quá trình đóng ghe ngò của chùa Quá Tích, và Quá Tích có tham gia lễ hội nuôi ngò ở Trà Vinh hay không. Thì mời các bạn xem video clip nha. Thì năm nay Quá Tích sẽ đóng 2 chiếc ghe ngò nha các bạn. Thì chạy ở phía sau lưng mình nha các bạn. Thì tất cả các bạn xem video clip nha. Vâng, trên màn hình các bạn đang xem đó là hai chiếc ghe ngò mới đang được hoàn thiện rắp gút. Thì theo thông tin mình biết thì đội ghe ngò chùa Quách Bích có đăng ký tham gia giải đua ghe ngò được tổ chức ở Trà Vinh nhé các bạn. Thì mình cũng đã hỏi các vận động viên Quách Bích. Chủ Quách Bích đăng ký đâu Trà Vinh đây cô? Mà dân âm gia tục thì nếu không có gì thay đổi, giải đua ghe ngò ở Trà Vinh thuộc khuôn khổ đại hội thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8 do tỉnh Vĩnh Long đăng cai tổ chức, chia ra làm hai giai đoạn thi đấu là từ tháng 1 đến tháng 4 2020, với 28 môn thi đấu, trong đó có môn thể thao được yêu thích nhất ở Sóc Trăng, đó là đua ghe ngò. Thì môn đua ghe ngò được tổ chức thi đấu trên sông Long Bình thuộc thành phố Trà Vinh nha các bạn. Và có các nội dung thi đấu như là 3 nội dung, chia ra 3 nội dung và 6 cự ly. Đó là nội dung nam là gồm có cự ly 1200m và 800m. Và nội dung nữ là gồm 2 cự ly 1000m và 600m. Và nội dung rất thú vị đó là nam nữ phối hợp. Thì với sự chuẩn bị chu đáo về phương tiện thi đấu, mình cũng hy vọng rằng Quá Tích sẽ đứng trên bục cao nhất ở đại hội thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8. Thì cũng cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Chào tạm biệt các bạn.